Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay buổi tối hôm nay sau khi mà xem xét cái cụm bảo lan của em đấy, cái cụm bảo lan của em thì em mới tính toán là cần phải tách. Em tách thì nó hơi non một chút, nhưng mà cũng xin thưa với các bác thì nó cũng đã được 6 lá rồi. 6 lá rồi các bác, cây con nó được 6 lá rồi. Và em phải tiến hành tách để cho nó ấm chậu. Rồi mùa đông ở chúng em thì là miền Bắc, do vậy mà nó phải ấm chậu rồi thì mùa đông thì cây nó khỏe, và mùa xuân thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Và cho cái cây mẹ này thì nó đang có một cái mầm đấy, nó đang có một cái mầm này thì để nó bật lên cho nó nhanh. Và nhân giống thôi các bác. Xin thưa với các bác, đây là cái cây bảo lan của em nhé. Thì cách đây 3 tháng trước, 3-4 tháng trước thì em có tách cái cụm đó ra đấy. Thì em đã bán về Kim Sơn cho một bác một cây rồi. Thì không biết là bác chăm bây giờ thế nào. Còn cái cây này thì cây của anh Chiến này. Cây này thì bán cho anh Chiến rồi. Cây này thì chưa tách được anh Chiến nhá. Cây của bác thì mới được có 5 lá thôi. Còn cây của em này thì nó đã to rồi. Thì bây giờ là em tách. Em tách ra cái chậu kia. Còn cái cây của bác này thì hôm nào mà bác chuẩn bị ra lấy thì em trồng sang cái chậu khác cho bác. Còn cái chậu này của em thì nó khá là to. Do vậy mà sau này em tách cái chậu kia. Cái chậu kia thì nó vào cái chậu này nó mới vừa. Rồi bây giờ em đi em tiến hành em nhỏ nó ra rồi em tách thì em đi trồng. Sau đó thì em lại sẽ quay chia sẻ với các bác nha. Còn giá thẻ thì đây, giá thẻ thì cũng xin thưa với các bác thì em quyết định là trồng một cái chậu này. Và giá thẻ thì em chuẩn bị rồi, ở dưới thì chủ yếu là vỏ thông và xỉ than này, vỏ thông này. Còn ở dưới cùng thì là xốp đấy các bác. Và bây giờ thì em sẽ bỏ vào đây một ít cái giá thẻ Lipva đấy. Rồi là em đặt cây lên thôi, rất là đơn giản. Sau khi mà cây mà nó ra rễ, đấy nó ra rễ trắng như cái cây này, thì lúc đó thì mình mới bổ sung thêm phân, rồi là cho nó ăn sau. Còn bây giờ mà ta mà cứ cho nó vào là nó nhét ra cả bác nha, là không khéo là mưa, cái tháng 8 này nó mưa là nó thối hết. Thế vậy các bác đợi em một lúc rồi em đi em nhỏ nó lên rồi em sẽ tách. Rồi em trồng chia sẻ với các bác thêm một lúc nữa. Dạ vâng, thưa với các bác thì chỉ sau có 30 phút thôi. 30 phút thì em đã tách được cái nhá. Em đã nhổ cái cây bảo lan của em đây, ở chậu này. Và em đã tiến hành tách ra làm hai. Đấy. Và một cái cây tơ mà chưa phát triển hết lá của em nha, thì em trồng vào đây. Đấy. Em trồng vào cái chậu đẹp này. Còn cái cây mẹ thì em trồng lên trên đây. Đấy, em trồng lên trên này. Cái cây mẹ này thì là nó có 6 lá to nha. Và một cái lá con ở dưới này. Và một cái lá ở dưới này nữa.
tức là 8 lá và nó đang có một cái mầm, mầm to như cái nửa hạt lạc ấy, đang lên rồi. Thế thì xin thưa với các bác ấy, là cái mùa này là cái mùa mà chúng ta tách lan kiếm rất là phù hợp. Mặc dù thì cái thời tiết tháng 8 thì nó đang mưa này, nhưng mà chúng ta tách ra chúng ta trồng thì chúng ta nên cố giữ lấy khoảng độ vài ngày, chúng ta không nên để mưa nó đổ vào. Vì khi mà chúng ta mới tách nó ra thế này thì thứ nhất là tưới thì chúng ta đã không tưới rồi, cái vết thương của nó thì tách ra là dễ là nó sẽ có vết thương. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta buộc những các cái lá này, dù sao chăng nữa là nó cũng sẽ có những các cái sớt sẹo nhỏ nhỏ, thì chúng ta giữ lấy khoảng 2 ngày không tưới. Cái mùa này 2 ngày không tưới thì không vấn đề gì, trồng xong này bôi keo liền sẹo này, trồng xong này và chúng ta để vào nơi râm mát và thoáng gió, tránh là 1 cho đến 2 ngày không tưới. Đấy, mục đích là để cho cái vết thương của nó săn lại các bạn, nó săn lại và vi trùng vi khuẩn, những các cái nấm khuẩn là nó không xâm nhập vào. Đấy, thì sau đó thì chúng ta chăm sóc nó bình thường thôi. Sau đó thì chúng ta phun thuốc kích rễ. Chúng ta tiến hành phun thuốc kích rễ. Cái thứ hai nữa là chúng ta cho nó ăn. Cho nó ăn với những cái liều lượng mà như em thường sử dụng ấy, là em sử dụng bằng cái phân siêu hữu cơ. Nhưng mà vì là rễ là nó mất rễ rồi, ăn nó cũng không ăn được mà nước nó cũng không hút được. Do vậy nên là chúng ta cần phải cho nó ăn một cái lượng dinh dưỡng rất là ít thôi. Các bác mà tham mà các bác cứ phun nó quá liều vào hoặc nó mạnh lên ấy, như cho ăn cây khỏe là nó sẽ bị sốc. Nó sẽ bị sốc và nó sẽ nhược cây đi, nó yếu cây đi và không có lợi các bác. Và hôm nay thì em cũng xin chia sẻ với các bác nha. Em xin chia sẻ với các bác này cái cây tơ, gọi là cây tơ tít mà chưa lớn hết nha. Đây, em quay cho các bác xem đây. Cây tơ tít mặc dù là nó đã có 6 lá, 7 lá rồi nhưng mà nó chưa lớn hết mà ngọn nó vẫn còn đang lên này. Đấy. Cái cây này là một trong những cái cây mà khó trồng và khó chăm sóc nhất các bác nha. Mà nếu như mà khi mà chúng ta chăm sóc được rồi thì nó lên rất là khỏe và rất là lực. Thứ nhất ý, là cái bộ rễ của nó. Cái bộ rễ của nó là bây giờ nó mới đang phát triển và nó chuẩn bị ra rễ. Thì nếu như mà ta trồng xong ta giữ khoảng 1-2 ngày chúng ta không tưới thì cái lá của nó có thể là nó sẽ hơi héo đi một chút, nó thể hiện cái sự mất nước đó một chút. Và lúc đó chúng ta chăm sóc vào thì nó sẽ rễ nó sẽ già các bác nha. Chúng ta phun thuốc kích rễ một cái là nó ra rễ ào ào luôn. Và khi nó ra rễ một cái thì cây nó tươi tỉnh lại và nó phát triển rất là nhanh. Đấy là cái cây này. Và đặc biệt là chăm sóc cái cây này thì các bác tưới thế nào thì tưới nhưng mà không được để đọng nước qua đêm ở cái ngọn này. Nếu như cái cây này ấy, là bình thường nó đang ở trong một cái bụi lớn mà các bác tưới mà nó giữ nước ở ngọn qua đêm không sao cả, vì cây nó đang khỏe, nó đang lực. Nhưng mà khi mà các bác tách ra như thế này rồi thì cây nó đã mất rễ. Rễ nó không hút nước được lên trên và cây nó yếu. Đấy, và lúc đó nó bị đọng nước thì nó sẽ bị thối ngọn luôn. Và nếu không cẩn thận là nó bị thối luôn xuống hết luôn cả cây và không thể cứu được. Đấy, đấy. Đây là một cái cây mà em muốn chia sẻ với các bác. Nếu biết cách trồng thì rất là nhanh. Nhưng nếu mà chưa hiểu và chưa biết cách trồng thì rất dễ xảy ra cái nguy cơ là mất cây. Một cái vấn đề nữa là các bác này, một cái vấn đề em muốn chia sẻ với các bác này, là cây các bác tách ra các bác vừa trồng thế này này,
mà các bác lại để lên ở bên dưới cái chậu khác này. Khi các bác tưới cây là nước ở trên cái chậu khác nó có cả phân, có cả những các cái chất bẩn là nó rơi xuống. Đấy, nó rơi xuống và nó đọng ở trên các cái nách lá kia thì cũng thối 100% nha. Đấy, đấy là em chia sẻ với các bác là cái kinh nghiệm trồng ở những cái cây non tơ rất dễ trồng, nhưng mà ngược lại nếu không biết thì lại rất khó và mất luôn cây, chết luôn cây. Và như mọi lần ấy thì em chia sẻ với các bác đấy là khi mà tách ra cái này thì bôi cho nó một hai cái giọt thuốc kích mầm vào cái vết thương. Nhưng mà với những cái cây tơ như thế này thì các bác chưa cần nha, vì nó còn tơ quá, nó còn đang phát triển đây, nó tơ quá. Nếu mà như chúng ta kích vào bây giờ ấy, thì mầm nó sẽ ra nhanh lắm, nhưng mà nó sẽ yếu cây. Thế thì bây giờ là các bác cứ chăm sóc cho nó đi, chăm sóc cho nó. Như cái cây này thì chỉ có 10 ngày sau là rễ sẽ bỏ ra đầy đầy chậu. Và khi mà rễ nó ra được chậu rồi và nó đã có một cái cụm rễ rồi thì lúc đó các bác nhỏ thuốc kích mầm vào một phát thì nó bật lên rất nhanh. Và sử dụng AbiVip thì các bác sẽ thấy được rằng là cái hiệu quả của cái mầm nó sẽ lớn nhanh từng ngày. Lớn nhanh từng ngày. Đấy là với cái cây tơ này các bác nha. À, còn đây là với những cái cây mà cây mẹ, cây bánh tẻ. Đấy, thì một con đã bị cắt đi rồi, cũng là một cây tơ nhưng mà nó đã có con kia đã bị cắt đi một con, còn một con bên này nó chưa lên. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta tách con kia nó ra một cái thì thứ nhất là cái con ở bên này nó sẽ lên luôn, nó sẽ lên ngay cho chúng ta nha. Và với cái cây như thế này thì chúng ta cũng áp dụng là phun thuốc kích rễ các bạn, cũng cứ cắt nước đi 2 ngày sau đó là phun thuốc kích rễ. Phun thuốc kích rễ thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng AbiVip để cho cái mầm này nó phát triển nhanh. Kết hợp với ví dụ như cái lá này này các bác này, cái lá này là em sẽ hy sinh cái lá này. Em sẽ hy sinh cái lá này và em sẽ khoảng sau khoảng 1 tháng sau là em sẽ kích luôn một cái mầm nữa bên này. Vậy là cái cây này nó sẽ lên được cho ta là sừng trâu. Đấy, những các cái lá như thế này là những cái mà để giúp chúng ta hỗ trợ kích mầm rất là hiệu quả. Mà nếu như những các cái lá mà nó nhỏ như thế này mà nó không còn nữa ấy, người ta đã khai thác hết rồi ấy, thì lúc đó chúng ta sử dụng đến những các cái lá bé này. Đấy, những cái lá bé này. Và tiến tới là chúng ta phải sử dụng lên những các cái lá trên này. Đấy. Vậy nên tại sao nhiều bác mà mua cây ấy, mua cây lan kiếm rõ to rõ khỏe nhưng mà chỉ còn có 3 lá, thậm chí là 4 lá rồi 5 lá, đấy là người ta đã khai thác hết rồi nha. Còn lại là bình thường ấy, bình thường một cái cây kiếm mà to khỏe như thế này thì nó đều 6, 7, 8 lá to trên này, còn các cái lá bé dưới này, một cái lá bé dưới này là những cái mà để cho chúng ta khai thác mầm nó lên. Và người ta khai thác hết những các cái lá bé này rồi thì người ta khai thác đến những các cái lá trên này. Người ta đã khai thác cả cái lá trên này rồi. Nên hôm vừa rồi có một bác ở ngoài Hà Nội hỏi em ấy, là tại sao là cái cây kiếm tôi mua rất là to khỏe nhưng mà còn có mỗi 3 lá thôi. Và bác cái chụp ảnh cho em xem thì đấy là những cái cây mà người ta đã khai thác hết mất rồi. Nó kiệt cây đi rồi. Và mua những các cái cây như vậy về thì rất là nguy hiểm, gần như là mất tiền oan đấy các bạn. Thôi vậy hôm nay nhân tiện cái việc mà em tách chiết cái chậu này thì em cũng làm một cái video quay chia sẻ với các bác. Cái thứ nhất thì là cái việc mà ăn nói chia sẻ thì nó cũng không lưu loát. Cái thứ hai nữa thì là vừa làm vừa quay nên là nó cũng có nhiều những các cái sai sót, thì rất mong các bác thông cảm. Còn trên cái tinh thần là cũng là làm quay chia sẻ những các cái kiến thức, những các cái kinh nghiệm của bản thân để cho mọi người tham khảo. Ai chưa biết thì có thể biết, mà ai biết rồi thì chúng ta tham khảo.
và cùng trao đổi với nhau, rồi là cùng rút kinh nghiệm hoặc là hỗ trợ cho nhau để nâng cao cái trình độ chăm sóc cái lan kiếm của mình, để xây dựng cho mình những các cái chậu lan kiếm đẹp nhất. Vâng, thưa vậy em xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.